Với sự phát triển của đất nước, nhiều làng xã trở thành phường, thành phố. Những đường làng, ngõ xóm theo đó cũng thành những kiệt, những hẻm. Tuy vậy, tại nhiều làng quê vẫn còn những con ngõ quanh co uốn lượn theo những hàng cây tươi xanh. Những con ngõ ấy đã tạo thêm nét duyên cho những làng, những xóm. Nhà mở ra sân, sân nhìn ra ngõ, ngõ dẫn ra đường làng. Ngõ là đơn vị của xóm. Một xóm có thể gồm nhiều ngõ. Mỗi ngõ tính theo một con đường ăn từ đường làng đi vào. Có ngõ cụt, có ngõ thông với ngõ khác hoặc với đường làng. Lại có ngõ chạy thẳng vào một ngôi nhà. Có ngõ ngắn, ngõ dài, quanh co hun hút. Làng quê nào cũng có ngõ. Tùy theo địa thế, quan niệm và cả sự công phu mà ngõ làng mỗi nơi mỗi khác. Đến xã Tiên Cảnh, huyện miền núi Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, chúng ta bắt gặp những ngõ đá rêu phong mà tuổi đời tính bằng thế kỷ. Xuất phát từ đặc điểm địa bàn đồi núi, nhà cửa được xây dựng ven sườn đồi. Lối ngõ có nhiều tầng bậc, lại thêm đá là vật liệu sẵn có trong vùng, nên người dân nơi đây có cách kiến trúc ngõ duy chỉ bằng đá. Những hòn đá hàng ngàn năm tuổi được bàn tay con người sắp đặt thành những con đường vào làng, vào xóm, vào nhà, tạo nên những thạch đồ, thạch tranh, ngoạn mục. Đứng ở đầu ngõ nhìn vào, ta tưởng như đường vào tiên cảnh. Sống trong một làng quê có nhiều ngõ đá, ông Võ Sáu rất tự hào, bởi vì chỉ có quê ông mới có ngõ đá đẹp. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, tất nhiên có ngõ đó gần tôi nhất là trên một thế kỷ. Ngõ đó giống như là một cái nhà cổ ở quê hương tôi đây, là trước mặt nhà tôi đây. Còn bây giờ ngõ đó tôi là ngõ đó tôi sang ngày giải phóng vì mới tanh tọ ra được cái ngõ đó như thế này. Ở đây có rất nhiều ngõ đó rất đẹp. Sang ngày giải phóng vì đây người ta tanh tọ rất nhiều ngõ đó rất đẹp. Đó này lái cũng không so bởi vì quê tôi là quê miền núi là rất nhiều đó, có cỡ 500-700 mét là tôi đã tìm về tôi xây được ngõ đó. Điều đặc biệt, tất cả những ngõ đá đều được sắp đặt, không một tí vữa vôi làm chất kết dính. Về sau, do ngã đổ, xói mòn, nên một số bờ ngõ được gia cố bằng xi măng. Để hình thành những ngõ đá, người dân trong vùng phải góp nhặt từ sông suối, từ núi đồi, những hòn đá cuội, những tảng đá khác nhau. Đó này là ở trên vườn, vợ chồng tôi rồi cứ dãy vườn vậy rồi cái dùng đó này là đó núi này là cái đem về cái chỗ mà nó nước chảy sói là chắc là thành cái bờ đó để đóng đất trong vườn lẹ với ngõ hè rồi đó cũng đem đó núi này đi vườn này đem về cái chắc là thành cái bờ bạc bờ đó đây này đó thì mình lồm hết chắc tự ta mình lồm được hết chắc đó núi mà. Cũng là miền quê sơn cước, nhưng những con ngõ tại một số ngôi làng ở huyện Đông Sơn lại được kiến tạo bởi vật liệu xanh. Bao quanh những khu vườn nhà là những ngõ làng lượn mình theo hàng cao, hàng trúc xõa tóc. Những ngõ làng của làng văn hóa Trung Yên, xã Sơn Viên thì thẳng tắp và luôn phẳng lì bởi hàng chè tàu hàng trăm năm tuổi.
Tại nên không phải có Nga từ giải phóng mà có trước bao đời rồi. Cho nên về từ lâu đời rồi, người ta họ duy trì làm một cái nếp sống văn minh. À, chứ mà cũng có những cái hồn trà tàn như này. Thì từ đây mà đến trên đầu lòng y như vậy. Do một nhà họ cát thì tất cả những cái nhà đó phải trả theo y như vậy. Để nhân có một cái mặt bằng để cho nó trở thành một cái thôn dân hóa, nó có đẹp. Nhưng mà trong đây ưu điểm là nhất là cái đường lộ ở giữa thôn thôi. Tạm biệt những ngôi làng với những con ngõ nhiều tầng bậc được tạo thành từ chất liệu đá và tạo dáng bởi cây xanh, chúng ta ghé đến những ngôi làng ven đô Đà Nẵng. Ẩn mình trong làng cổ Phong Nam, Hòa Vang là những con ngõ nền thảm bê tông, bờ ngõ là những hàng tre. Lại có những con ngõ chè tàu uốn lượn dẫn du khách vào những ngôi nhà nhuốm màu thời gian. Do điều kiện công tác, chị Huỳnh Thị Thu Vân phải xa quê. Mỗi cuối tuần về thăm làng, cùng bà con quét dọn ngõ làng mà lòng dâng đầy cảm xúc đối với ngôi làng thân thương với những hàng tre tỏa bóng. Mỗi lần mà về với làng quê của mình ấy, thì tôi thấy thân thương gần gũi mà với môi trường xung quanh hơn là ở ngoài kia, nó yên tĩnh. Những dịp lễ Tết, những ngõ làng được khoác lên những bộ cánh mới, tươi tắn, trẻ trung. Bà con quan niệm rằng con ngõ đẹp, cây cối xanh tươi thể hiện sinh khí của xóm, của làng. Người dân ở đây là người ta có suy nghĩ rằng nếu mà bước vào một ngôi làng mà những cây trước làng xanh tốt thì hoặc là vào trước cái cổng ngõ nhà mình mà có những cây xanh tốt thì nó thể hiện cái gì đó mà nó sung và là sung. Nhìn cái cây xanh tươi thể hiện cái sự sung mãn, sung sức trong gia đình. À, đó là cái suy nghĩ của những người mà để địa phương. Trong cái tâm niệm người ta có một quan niệm như vậy, tức là nhìn những cái cây cối trước ngõ mình mà nó xanh tươi, hoặc là những cây ví dụ trước đây có thể là từ đời ông cha mình trồng để lại, bây giờ mình chăm sóc nhìn cây xanh tươi ở đó, có một cái hồi niệm bên cạnh đó, người ta nghĩ rằng thể hiện cái gì đó nó thịnh vượng ở trong ngôi nhà, cho nên từ đó người ta rất là chăm sóc những cái cây trước nhà hoặc là những cây trước ngõ. Khi người ta đi ngang qua một ngõ nhà nào hoặc là một cái sân vườn, nhìn thấy nó xanh tốt đẹp và những cây nó lên, nó có những hình thế nọ kia, thì chính gia chủ cũng muốn thể hiện với những người khách rằng gia đình chúng tôi rất vui vẻ và rất là hiếu khách. Cũng như nhiều người dân cư ngụ ở một làng quê ngoại ô Đà Nẵng, ông Lê Đức Chờ cảm thấy hài lòng cho mỗi gia đình luôn có ý thức chăm sóc những con ngõ để tạo nên vẻ đẹp cho làng. Ở đây từ trước đến nay là coi như là từ hồi giải phóng đến nay hay hồi trước thì nói chung là dân lợn ở đây rất là sạch sẽ, đều là dọn cỏ, mà bây giờ từ ngày có đường giải phóng, có cái đường bê tông ở đây là coi như là sáng nào người ta phải quét hay dọn hàng tuần hoặc hàng ngày, là bà con nó ra là quét dọn sạch sẽ, và cái ý thức bà con rất tốt. Đường lợn đường chung mà từ trong ngõ hẻm hoặc là nhà khó đều là hàng ngày coi như đều dọn cỏ, sáng nào mà dọn không già trẻ gì đây đều là dọn, nên mà nhất là cái ngày chủ nhật sống ở trong cái lợn này là coi như thấy cảnh cũ hồi xưa giờ quên vậy đó, thì thấy cũng sung sướng vui vẻ. Những ngõ làng, ngõ xóm một phần phản ánh lối ứng xử nhân văn của những chủ nhân đối với cỏ cây, cuộc sống. Ngõ là nơi hò hẹn của bao trai gái làng, nơi chứng kiến bao chuyện buồn vui đôi lứa là hoài niệm khó phai mờ. Nàng nói với ta, nàng hãy còn son, ta đi qua ngõ, thấy con nàng bồng. Tôi về theo gót mùa thu, lá tre ai đốt, giăng mù ngõ quê. Ngõ làng dâng khói mờ em gom lá rụng, đốt đêm thành ngày. Thank you.
Tận cùng những con ngõ dài thường là cổng làng ngả màu xưa cũ, hoặc có thể là một cổng gỗ với mái ngói rêu phong, nơi tránh mưa, tránh nắng, hay giản đơn là phút dừng chân trò chuyện bên đường của những người cùng cộng cư tại làng, tại xóm. Người dân trong ngõ sống thân mật, hòa đồng, tương thân, tương ái, cùng giữ gìn những đường làng, ngõ xóm. Đường làng đâu của riêng ai, cùng nhau gìn giữ hôm mai đi về. Những ngõ làng, ngõ xóm đã phản ánh lối ứng xử của cộng đồng, là nghệ thuật tạo không gian sống của cộng đồng cư dân cùng con ngõ. Có nhà nghiên cứu văn hóa nói rằng, cộng cư sản sinh ra làng, ra phố, ngõ ngách là làng, là xóm ở nơi thành thị. Nếu ngắm kỹ, nhìn thấu, dễ nhận ra ngõ ngách là hiện thân của nghệ thuật cộng cư, là điều kỳ diệu của nghệ thuật kiến tạo tổ người. Dẫu thời gian đã làm phôi pha nhiều thứ, những ngõ làng, ngõ xóm còn lại không nhiều, hoặc sẽ biến thành kiệt, hẻm của phố phường. Nhưng thẳm sâu trong lòng mỗi người là nỗi nhớ khôn nguôi khi xa quê hoặc trở thành người dân phố thị. Đường quê ơi vẫn thế thôi, vẹn nguyên thêm chút bồi hồi hôm nay.